Ok, hello mọi người. Hôm nay thì anh Hiếu Nguyễn cùng theo trend của mọi người là mọi người đang rất là tò mò về online arbitrage, thì anh Hiếu Nguyễn cũng có nhiều kinh nghiệm về online arbitrage, thì ngày hôm nay anh Hiếu Nguyễn sẽ chia sẻ một tí về kinh nghiệm của anh Hiếu Nguyễn về online arbitrage. Thì đối với các anh chị mà mới tham gia hoặc là các anh chị mới vừa bán hàng trên Amazon, hy vọng là những cái kinh nghiệm này sẽ giúp được các anh chị kế bên kinh nghiệm của anh Hiếu Đình. Thì sau đây là phần chia sẻ của anh Hiếu Nguyễn. Các anh chị nào mà mình mới vào á, thì có thể là nếu mà ngại thì có thể hỏi câu hỏi comment ở trên chat này, hoặc là các anh chị nào đang xem trên YouTube đó, thì cũng có thể comment trên YouTube rồi anh Hiếu Nguyễn sẽ trả lời, hoặc là nếu mà mọi người thấy tiện thì cứ unmute rồi xong rồi hỏi các anh Hiếu Nguyễn nhé. Rồi xin mời anh Hiếu Nguyễn ạ. Ok, cảm ơn An. An thì rất là nhiệt tình trong những bước chuẩn bị đầu cho group. An rất là nhiệt tình cho group. Thì hôm nay thì group mình nó có hơi thay đổi chút xíu, là group mình không có like trên Facebook nữa mà like trên YouTube. Nên các bạn nào mà đang coi trên Facebook đó, thì An có post cái đường link YouTube đó, thì bạn click vô YouTube, thì nếu các bạn không thể lên chung được thì bạn click vô link YouTube đó, thì bạn có thể lên coi trên live trên YouTube. Thì trên đó mình có thể chat hay đặt câu hỏi gì đó, thì mình có thể trực tiếp trên đó luôn, trên YouTube. Thì hôm nay mình sẽ nói một cái chủ đề rất là quen thuộc là online arbitrage. Thì cái chủ đề này thì các bạn biết là admin Hiếu Đình đã nói rất là nhiều về cái chủ đề này. Thì có rất là nhiều video về cái chủ đề đề này Hiếu Đình đã chia sẻ, thì như về những công cụ phân tích tìm sản phẩm, công cụ hay là những sản phẩm cần tránh khi làm cái mô hình này. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ lại. Những cái bài trước thì Hiếu Đình có nói rất là nhiều chủ đề, thì hôm nay mình sẽ nói một cái chủ đề để cho các bạn giống như là thống kê lại, để hiểu luôn xuyên suốt quá trình từ đầu đến cuối luôn, để hiểu được cái mô hình này từ đầu đến cuối luôn, để hiểu rõ chi tiết nó, để mình nếu mà các bạn có làm cái mô hình này thì các bạn biết được những cái bước bắt đầu làm và cho đến cái bước kết thúc luôn, để các bạn hiểu rõ hơn. Tại nhiều khi mình nghe những về những cái chủ đề riêng lẻ thì mình không có connect, không có hệ thống được, nên nhiều khi mình làm thì mình thấy nó cũng hơi khó, đúng không? Đó, thì hôm nay mình sẽ làm một cái chủ đề này giống như là một cái chủ đề để mình tóm tắt lại tất cả từ đầu đến cuối, để cho các bạn hiểu luôn, hiểu được cái mô hình này thì khi làm nó thì mình hiểu luôn. Thì cái mô hình này thì nó cũng rất là nhiều, rất là thông dụng và được nhiều người bán hàng trên Amazon sử dụng cái mô hình này. Nó rất là dễ để bắt đầu và vốn nó cũng rất là ít và nó cũng rất là dễ tiến hành. Thì cái mô hình này thì các bạn nghe những cái chủ đề chia sẻ trước thì các bạn cũng hiểu là giống như là một hình thức mình mua đi bán lại ở trên online đó. Thì ở đây nó có một cái sơ đồ, thấy không? Đó, giống như mình sẽ kiếm mình vô những cái trang web retailer online đó, để mình mua những cái sản phẩm mà với giá cao hay là giá giảm đang sale hay gì đó, thì mình kiếm những sản phẩm đó xong rồi mình ship về nhà mình, hoặc là ship đến một cái rep center nào đó đó. Thì ở tới trong khi mà các bạn mua xong thì những cái sản phẩm này nó sẽ ship về nhà bạn. Ship về nhà bạn thì bạn có thể làm theo hình thức là FBM, là bạn đóng gói, bạn gửi cho khách hàng, hoặc là bạn gửi lên cho kho Amazon để Amazon tự đóng gói gửi cho bạn. Thì khi mà bạn kiếm được cái sản phẩm với giá rẻ ở những cái retail đó, bạn mua về bạn mà bán trên Amazon thì bán với giá cao hơn, bạn cái tiền lợi nhuận các bạn sẽ kiếm được, thì các bạn sẽ bắt đầu bắt đầu cái mô hình này cứ cứ lặp đi lặp lại để các bạn kiếm được cái lợi nhuận đó liên liên tục đó. Thì cái mô hình đó nghe rất là đơn giản, nhưng mà bây giờ cái hình thức bán trên Amazon nó càng lúc càng khó, nó càng nhiều cạnh tranh, đúng không? Thì mình nghe nó đơn giản vậy, nhưng mà nó thật ra bây giờ cái tất cả các hình thức nó đều cách tăng cái độ level khó lên chút xíu. Thì hôm nay mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn, để các bạn ngoài những cái ngoài cái ứng dụng cái mô hình này, các bạn còn có thể giảm được nhiều rủi ro khi bán trên trên bán mua đi bán lại sản phẩm này trên Amazon. Mình giảm rủi ro nó để mình có thể kiếm lợi nhuận và mình cảm thấy tự tin để bán hơn. Thì ở đây là nó đây là những cái định nghĩa bằng tiếng Anh, thì mình nói bằng tiếng Việt thì chung chung vậy đó. Thì các bạn nào đọc hiểu thì
mình dùng thì mình đọc thôi, còn đây mình sẽ nói tóm tắt lại thôi chứ mình không có nói theo cái gì mà ghi trên đây ha. Rồi đó thì bây giờ đó thì để mình cho bạn hiểu được cái mô hình này thì nói chung là mình chỉ nói lại thôi. Cái mô hình này thì nhiều bạn trong group đã chia sẻ rất là nhiều, thì bây giờ để bắt đầu cái mô hình này á, thì nó cũng gồm mình chia sẻ thêm có những bước là này là thứ nhất là mình kiếm những cái sản phẩm có lợi nhuận đúng không, thì từ các cửa hàng online đó. Nhưng mà bây giờ cái hình thức nó hơi khó hơn, thì nó bây giờ mình cái hình thức mua đi bán lại á, thì có nhiều brand nó register trên Amazon, nó bảo vệ cho cái brand của nó, nên nhiều khi mình nếu mà mình phải có thêm một cái bước nữa là mình nghiên cứu coi cái brand đó nó có cho mình bán hay không, nó có bị vi phạm, nó bị report gì không đó, thì hình thức bây giờ nó khó hơn ở chỗ đó, nên nhiều bạn đi mua đi bán lại hay là mình không nghiên cứu kỹ, mình dễ bị report, mình dễ bị ăn gậy, thì dễ bị nhiều khi mà mình bị nhiều quá thì dễ bị đóng account, và những cái bạn mới bắt đầu bán thì cái vấn đề nghiên cứu cái sở hữu trí tuệ nó gọi là IP nè, đó IP brand protect nè, protect tiêu nè, rất là quan trọng đó. Nếu mà bạn không biết các bạn cứ dụ như bán vài món đầu không sao, nhưng mà lỡ đụng như cái món mà nó đang report tùm lum hết, hay là mấy cái brand lớn nó report mình thì mình dễ bị mất account lắm đó. Thì trong cái bài hôm nay á, thì các bạn nhớ theo dõi từ đầu đến cuối, bởi vì mình sẽ có rất là nhiều bonus cho các bạn đang coi livestream này, nên các bạn nhớ theo dõi cho đến cuối video ha, để mình có thể biết cái bonus của mình hôm nay là gì. Thì hôm nay là cái chủ đề này thì mọi người cũng đã nghe nhiều rồi, mà mình sẽ nói lại. Và cái rồi sau đó khi mà các bạn đã nghiên cứu về cái phần IP này, cái phần bản cái sở hữu trí tuệ và của brand này xong, mà các bạn cảm thấy sản phẩm đó an toàn rồi, thì các bạn sẽ mua 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 những sản phẩm đó từ cửa hàng online và bắt đầu bán trên Amazon để kiếm lợi nhuận. Thì ngoài ra thì cái bước hai là cashback, có nghĩa là bạn có thể sử dụng những cái công cụ cashback để các bạn sau khi các bạn mua trên những cửa hàng online đó, các bạn sử dụng những cái tour cashback để các bạn lấy thêm cái số phần trăm lại, để giảm cái tiền vốn của cái sản phẩm đó xuống, để bạn tăng cái lợi nhuận lên đó. Thì cái đó là hình thức online arbitrage, thì các bạn cũng đã nghe nhiều cái chủ đề Hiếu Đình đã chia sẻ rồi thì nay đã, nhưng mà lát nữa mình cũng sẽ trình bày chi tiết để các bạn hiểu luôn những cái vấn đề mà đã nói này, để cho các bạn hệ thống lại từ đầu đến cuối, để bạn hiểu được cái mô hình này từ đầu đến cuối luôn à. Rồi thì những cái phần này chỉ là lý thuyết các bạn đã từng nghe rồi, thì mình chỉ nói sơ qua thôi đó. Ok thì bây giờ đây là chính là sắp tới là cái phần bonus của mình tặng cho các bạn member ha, thì các bạn nhớ 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 chú ý nha, được tắt máy okay. Và phần cuối và phần cái đó, thì bây giờ cái phần này mình sẽ bonus cho các bạn đang theo dõi cái live video này đó. Thì ở đây là mình đã soạn ra và nghiên cứu, thứ nhất là 1.000 website cho những sản phẩm online arbitrage sourced từ Amazon. Thì cái này mình lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn để lấy những cái bạn member nào vô, để mình có thể download được cái 1.000 website này, để mình có thể sort cái sản phẩm từ Amazon để mình làm cái hình thức online arbitrage này ha. Và cái thứ hai là mình sẽ cho các bạn hướng dẫn các bạn phi cái download cái database của cái IT brand này, để các bạn có cái nguồn để các bạn tránh những cái brand mà các bạn khi mà các bạn mua online, các bạn tránh những cái brand này, các bạn đừng mua nó, tại vì nó đã bị report rồi. Nếu các bạn mua thì các bạn có nguy cơ rủi ro là các bạn sẽ bị report đó. Và cái thứ ba nữa là mình sẽ mình sẽ cho các bạn download free 5 cái deal hôm nay, là cái 5 cái deal online arbitrage mà group mình đã nghiên cứu đã nó có lợi nhuận trên Amazon rồi. Và 5 cái deal này thì chỉ dành cho cái bạn đầu tiên mà thực hiện các bước sau đây thì các bạn, thì hai cái trên thì ai download cũng được, ai vô download cũng được free hết, nhưng mà cái thứ ba này dành cho các bạn nhanh tay nha. Thì bây giờ các bạn sẽ vô cái website là zegoshopping.com và bạn click vô cái phần digital product và tìm những cái title này, các bạn download hoàn toàn free, thì các bạn sẽ nhận cái download đó từ do email. Thì bắt đầu là bây giờ các bạn sẽ nhận free download cho đến kết thúc cái livestream này, thì tất cả cái này không cho download nữa, mình nó sẽ chuyển sang cái bảng tính tiền, nên các bạn coi livestream thì các bạn nhanh tay làm, thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn làm luôn. Thì từ đây cho đến kết thúc livestream thì nó hoàn toàn là free đó, thì mình cũng sẽ hướng dẫn dẫn các bạn làm luôn. Thì các bạn vô cái website là zegoshopping.com ha, mình sẽ hướng dẫn trên đây luôn.
Thì trong quá trình này các bạn, nếu các bạn nào gần thì các bạn có thể tự làm, còn các bạn nào không gần thì các bạn nghe mình hướng dẫn. Thì hai cái phần đầu thì các bạn sẽ download, ai download cũng được, nhưng mà cái thứ ba là ai mà giỏi nhanh tay thì bây giờ vô thì lấy, còn không là hết đó. Ê, quên lộn lẹ nhanh quá. Thì các bạn vô cái website này thì các bạn thấy cái phần digital product này đúng không, bạn click vô đó, bạn click vô đó. Thì các bạn sẽ kiếm ba cái title, thứ nhất là suốt 1.000 website đó. Thì các bạn add vô hoàn toàn free nha, sau cái buổi live zoom này nó sẽ không là free nữa. Thì cái này là mình bonus cho các bạn đang coi live zoom, add vô đó. Giờ mình tìm đủ ba cái title đó mình add vô rồi, thằng này nữa ha. Đó, mình add vô ha, mình add vô. Thì cái này cái này là cái database đó, database mình nói đó, mình add vô. Thì lát nữa mình sẽ show cái file đó cho các bạn thấy ha. Rồi, và cái thứ ba là năm hai rồi, bởi vì năm cái deal này mình group mình soạn ra chỉ cho người, một người duy nhất thôi, không có trùng lập, nên người nào download nhanh thì add nhanh, thực hiện nhanh, add nhanh thì sẽ được cái năm cái deal này, và người thứ hai sẽ không được, này chỉ có duy nhất một cái thôi, nên mình cũng không add, để cho cái người nào nhanh tay vô đây add để mình check out thì mình được cái năm này đó. Thì xong khi mà các bạn check xong rồi thì bạn cho bạn biết bạn nào order online, các bạn sẽ biết đúng không đó, thì các bạn sẽ check out nữa. Rồi bạn check out thì các bạn chỉ cần điền email vô thì nó sẽ gửi email cho các bạn đó, bạn điền email vô. Này đây mình dành cho những bạn không biết thôi, các bạn nào mà biết mua đồ online thường xuyên thì làm chắc nãy giờ làm xong rồi đó. Thì xong rồi khi bạn check out xong rồi mình continue payment, rồi mình nói chung là phi hoàn toàn hết đó, thì mình cứ bấm tới thôi đó. Đó. Xong rồi cái mình complete order ha, khi bạn điền đủ thông tin, bạn nào order online bạn sẽ biết đúng không, complete order rồi đó. Mình thấy các bạn nào vô order đó, bạn nào nhanh dữ vậy. Ok thì xong, thì khi mà xong rồi các bạn sẽ có thông báo là các bạn đã order xong, và những cái file này sẽ gửi đến email của các bạn ha. Thì các bạn vô email bạn kiểm tra ha. Mình thấy các bạn nào lấy được cái deal đó rồi đó. Thì những bạn nào lấy đầu tiên thì những bạn sau thì sẽ không lấy được ha. Thì mình sẽ vô email của mình để mình check coi cái file đó ha. Đó, thì nó sẽ gửi báo là các bạn đã order đó. Thì ở đây thì nó sẽ đưa gửi một cái link để các bạn download xuống ha. Gửi một cái link download xuống. Đó. Thì ở đây khi bạn bích vô cái link 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 trong email đó, thấy nhiều bạn đã order đó, nhiều bạn đã download xuống rồi, thì đó các bạn chỉ bấm download xuống thì nó sẽ download xuống máy bạn thôi. Nè, bấm mũi tên xuống nè, download xuống thì mình đã download rồi. Thì bây giờ mình sẽ show những cái file đó cho các bạn, nó là file gì ha. Rồi mình đã thấy có nhiều bạn đã order rồi, thì bây giờ mình sẽ ok rồi, lại cái nãy mình tắt rồi, giờ mình sẽ download lại. À nãy mình có download rồi, giờ mình sẽ mở cái file đó ra. Ok thì trước hết là mình sẽ giới thiệu về cái phần sourcing trước đi ha. Ok sourcing thì trong cái file sourcing này nó sẽ có tổng hợp những cái trang mà các bạn có thể mua đi bán lại ha, trang ở Úc nè, đây là nó có đường link sẵn luôn. Đó, các bạn chỉ click ra, ví dụ như ở ở Canada này, site Canada cũng có này, nó liệt kê sẵn, hoặc là United Kingdom này, ở Anh này. Đó, mỗi link là một cái công ty mà các bạn có thể sụt cái sản phẩm để bạn mua đến lại. Này có trên hơn 1.000 trang nha, trang Mỹ nè, đó thì trang Mỹ nè, đó thì trang Mỹ này thì ví dụ như nó những cái link này các bạn có thể coi để các bạn có thể mua đi bán lại, bạn sụt kiếm sản phẩm để bạn mua thì nó có rất là nhiều Mỹ nè. Đó, thì các bạn chỉ cần click vô cái link đó là bạn có thể mở ra cái tab là bạn có thể coi đó, thì mỗi trang này các bạn đều có thể kiếm sản phẩm để các bạn mua đi bán lại hết đó, thì để dùng cho những các bạn nào chuyên làm online abstract đó. Thì ở đây là về site Mỹ nè, đó, thì rất là nhiều luôn. Thì những các bạn nào mà đang đang trong quá trình không biết kiếm sản phẩm ở đâu thì ở đây nó có 1.000 website để các bạn tìm kiếm sản phẩm luôn đó, rất là nhiều ha. Rồi đó, thì đây là mình chỉ dùng mấy cái thôi, mấy bạn nào download rồi bạn sẽ thấy nè đó, thì dù nó rất là nhiều size đó, để các mình kiếm sản phẩm. Rồi thì bây giờ cái file thứ hai đó là cái file là export
Cái file mà database về IP, có nghĩa là khi bạn có cái file này á, ở đây nó sẽ có một cái list rất là dài để các bạn có thể biết được rằng là những cái sản phẩm nào nó bị JMAG, nó bị report rồi, thì để các bạn tránh, các bạn có thể in ra hoặc các bạn để trong máy đó. Ví dụ như các bạn mua những cái sản phẩm nào nó có đánh dấu than này, có nghĩa là nó đã bị report rồi, thì các bạn không nên mua đi bán lại, nên tránh những cái brand này. Những cái brand có dấu than này ở những cái, tất cả các thị trường luôn, tất cả thị trường luôn, những nào mà nó có đánh dấu than thì các bạn nên tránh đi, đừng nên bán những cái brand đó, thì nó sẽ có nguy cơ sẽ bị report đó. Thì nó rất là nhiều, database này nó cũng rất là lớn đó. Thì các bạn này có thể in ra để mình làm cái cơ sở, khi mình mua sản phẩm mình có cái dữ liệu để mình tránh những cái sản phẩm mà nó đã đánh dấu than này. Tất nhiên là sắp tới nó sẽ rất là nhiều thay đổi, nó có nhiều thay đổi, có những cái brand nó sẽ report thêm hay gì đó, thì nhưng mà cái này nó cũng là cái cơ bản để mình cũng giảm thiểu cái rủi ro của mình, để mình không mua nhầm những cái brand mà nó đang report gì đó. Đó thì đó là cái file về cái IP database, thì nó cũng khá là nhiều để cho các bạn theo dõi. Và cái thứ ba mà nãy mình nói là chỉ có một, không biết bạn nào đã lấy được cái file đó thì comment cho Đức mình biết nha. Đó là năm sản phẩm mà Rup mình đã nghiên cứu để cho các bạn có thể kiếm được lợi nhuận, là năm cái này độc nhất nha, mà không biết bạn nào đã lấy rồi thì các bạn nào lấy thì bạn nhắn lên nha. Thì bây giờ mình sẽ làm ví dụ cho một cái, đây là cái file mà bạn nào đầu tiên đã download được, thì cái chúc mừng bạn đó là bạn đó đã được cái năm cái sản phẩm này Rup mình đã nghiên cứu rất là kỹ, đã kiếm lợi nhuận. Thì cái sản phẩm đầu tiên là mình có thể lợi nhuận là 8 đồng, lợi nhuận thứ hai là được 4 đồng, 5 đồng, 4 đồng, 6 đồng, 3 đồng. Thì những cái sản phẩm này là mỗi sản phẩm, là nếu mà các bạn đang sở hữu cái này thì các bạn đã có thể có thể là đã tất nhiên là cái này là mình chỉ tất nhiên là cái này là mình chỉ nói sơ thôi, bạn nào được thì sẽ có sản phẩm này. Không, tại vì mình muốn show cái này để mình làm ví dụ một cái cho mọi người thấy ha. Thì có bạn nhắn là được có show cái đó, sợ người khác. Thì hơi tại vì mình cũng muốn lấy một cái ví dụ để cho các bạn hiểu, để mình giới thiệu cho về tuần sau, có nghĩa là mỗi tuần sẽ gắn làm 5 cái deal fee cho cái group member của mình đó. Thì để cho các bạn, nói chung là để cho cái này fee, hôm nay là fee thôi, thì tất nhiên mình mỗi tuần mình sẽ gắn làm năm cái deal, năm cái sản phẩm fee. Thì bạn nào mỗi tuần nếu mà lên đó thì có thể, đầu tiên thì sẽ download được 5 cái fee đó, 5 cái download fee đó, trên cũng tương tự như vậy. Thì bây giờ mình cũng tại vì mình trình bày 5 cái show này nên mình cũng muốn muốn làm ví dụ một cái luôn, một cái để cho các bạn thấy ha. Thì đó, ví dụ như sản phẩm đầu tiên mình sẽ ví dụ cho các bạn, thì ở đây nó sẽ có link để mua và một cái có số action và cái listing trên Amazon. Thì ở đây nó cũng đã ghi sẵn cái giá mua, giá bán và lợi nhuận. Đó, thì mình muốn làm thử mẫu một cái link để cho sau này các bạn mà có download các bạn hiểu, hoặc là các bạn nào chưa từng làm cái hình thức này á, thì các bạn cũng biết được cách từ đầu đến đuôi luôn. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái ví dụ đầu tiên để mình làm ví dụ ha. Đó. Ví dụ như đây, khi mà bạn có cái file này, các bạn download xuống thì các bạn sẽ nó sẽ ghi cái nơi, cái link mà các bạn mua được. Đó, thì các bạn chỉ cần click ra thì nó sẽ cho các bạn cái nơi mà các bạn sẽ mua cái sản phẩm đó. Thì cái hình thức online arbitrage thì nay mình làm ví dụ cái này để cho các bạn hiểu rõ cái hình thức từ đầu đến cuối luôn. Đó, để cho các bạn hiểu thì mình sẽ lấy ví dụ đầu tiên của cái file này. Đó, thì khi mà bạn bấm cái link to buy á thì nó sẽ có cái này, thì các bạn sẽ thấy là nó có giá là 17 đồng 99 ha. Nếu mà các bạn mua trên 49 đồng các bạn sẽ được free shipping. Đây là mình đang làm cái hình thức online arbitrage để cho các bạn hiểu ha. Đó, thì ví dụ mình vô có một cái trang sụp sinh này, mình thấy cái giá là 17 đồng 99. Thì ở đây nó sẽ có cái code 20% off nữa. Thì đa số dùng online arbitrage thì các bạn sẽ dùng đa số là phải kiếm những cái code này để mình giảm cái tiền vốn mình lại. Và ở đây mình sẽ để ý là nó phi trên 49 đồng. Thì mình sẽ gán order trên 49 đồng để mình được phi. Đó, thì qua sau khi mà mình đã kiếm được ngang sụp sinh thì mình chỉ qua đây mình sẽ kiếm cái listing trên Amazon. Đó, thì trên Amazon này nó đang hiện đang bán là 31 đồng. Đó, thì trên Amazon đang bán là 31 đồng, thấy không?
À, thì mình muốn cho các bạn thấy luôn, nó đang là bán là 31 đồng 46, thì mình sẽ nhập cái giá vô, mình sẽ tính cho cái giá vốn mình mua là bao nhiêu, thì cái đây là 17 đồng 99, thì mình muốn mua để cho nó phi đi 49 đồng thì mình phải mua 4 cái đúng không, mua 4 cái để cho nó over 49 đồng để mình được phi shipping, mình không tốn tiền shipping thì mình add vô đó. Đây là hình thức để mình làm từng bước để cho các bạn hiểu cái mô hình này đó. Thì đó, thì nó có rất nhiều công cụ để mình kiếm kiếm coupon này nọ đó, thì các bạn cài vô để bạn kiếm. Rồi ở đây 49 đồng phi đúng không? Thì 4 cái rồi các bạn sẽ nhập cái code để giảm 20% vô nữa. Nếu mà trong cái trang này nó không có code thì các bạn có thể tìm những cái website ngoài cung cấp cái code để phi cho mình. Đó. Đó. Thì khi mà các bạn bỏ code vô thì nó chỉ còn có 57 đồng 56 đúng không? Mà nó phi shipping đến mình thì các bạn sẽ lấy cái số này. Đó. Thì các bạn dụ như bạn check out đi ha, các bạn không biết thế nó bao nhiêu, dụ check mình sẽ làm ví dụ thôi. Đó. Thì bây giờ thì khi mà các bạn mua ở Mỹ mà ship về địa chỉ Mỹ thì nó có thường có tiền thuế nữa, thì thôi bây giờ mình bỏ qua cái tiền thuế đó đi, mình sẽ lấy cái số này mình chia ra coi cái tiền vốn mình mua trên đây là bao nhiêu thôi. Thì nó là 57.56. Mình đang làm rất là chi tiết để cho các bạn nào làm online mới làm đó, thì các bạn hiểu cái hình thức này. Thì cái tiền vốn mình là 14 đồng 39 đúng không? Thì mình cho là 15 đi, tại vì nếu thuế lên đi mình cho 15 đồng nha. Thì cái thì 15 đồng mà trên Amazon đang bán là 31 đồng 46, thì các bạn sẽ dùng cái máy tính các bạn tính coi. Đó, 15 đồng. Thì khi mà các bạn nhập vô đây giá bán bạn 31 đồng 46, thì nếu các bạn làm dùng hình thức FBM á, các bạn sẽ lời được mỗi sản phẩm là 11 đồng 74 đúng không? Đúng không? Đó thì giá vốn bạn mà mua là product cost, có nghĩa là giá vốn mình mua thì hồi nãy mình tính 14 đồng mấy, mình cho tròn là 15 đi thêm tiền thuế vô đó, thì cái giá bán là 31 đồng 46 hiện đang bán trên Amazon, thì cái giá vốn mình 15 đồng, thì nếu mình làm FBM thì mình sẽ lời 11 đồng 74. Nhưng mà 11 đồng 74 này mình chưa trừ cái tiền ship mình ra. Nếu mà mình dùng một FBA á, lời được 6 đồng 60 trên một sản phẩm. Nó rất là cao. Nếu mà bạn làm hình thức online trade mà một sản phẩm mà bạn lời 6 đồng 6 đồng 60 là rất là cao. À, bạn mua 4 cái là bạn lời được 24 đồng, 10 cái là lời được 60. Nếu các bạn gửi lên kho FBA thì cái sản phẩm này nó cũng đã được rate 5 sao rồi, thì thấy là cũng có người mua. Để mình coi cái biểu đồ, nói chung là cái này nó cũng mới, cái listing này nó cũng mới nên cũng ít cạnh tranh, cũng ít người mua, ít cạnh tranh. Đó. Thì cái này nó cũng thì cái đây là cái hình thức mình mua đi bán lại chứ hình thức OA ha. Đó. Thì để cho các bạn biết là để mình biết được cách thức từ đầu đến cuối để mình kiếm một cái sản phẩm mà mình kiếm lời ha, từ một cái trang sourcing đó để mình mua đi bán lại, thì mình làm ví dụ một cái thôi. Thì mình cũng không có show nhiều cái file này để cho cái bạn mà download được á, để các bạn không để các bạn được độc quyền cái đó, không có người khác vô. Nói chung thì một cái listing có nhiều người bán thì cũng cũng nhưng mà với giá cạnh với giá này thì nó cũng không cạnh tranh gì nhiều, tại vì nó cũng đang ít người bán. Đó, thì hiện giờ nó cũng chỉ có 5 người bán thôi. Đó, thì một thêm một hai người bán với cái giá này vẫn còn còn lợi nhuận rất là tốt ha, lợi nhuận rất là tốt đó, Anh thì Hiếu nên mình ơi, không sợ. À, có người hỏi. em hỏi đi. Em Thành, Ừ, biết. hai thằng. Vâng, chào anh. Cảm ơn anh đã có cái deal, em lấy cái deal để thôi. Còn quá. Ừ. Em hỏi một chút là bình thường anh hay đi, có ba cách để nghiên cứu sản phẩm bình thường em hay làm ở Canada. Một là Ừ. đi reverse sourcing từ Amazon, hai là đi từng cái supplier một để kiếm cái sản phẩm sau đối chiếu với Amazon, và cái cách thứ ba là đi tìm code ấy, rồi rồi mới đi tìm sản phẩm. Thì bình thường thì ở ở Amazon.com thì anh thấy cách nào hiệu quả nhất? Tức là mình đi từ code trước hay là mình nên đi từ đâu trước thì nó sẽ hiệu quả hơn trong cái online arbitrage? Thì cái online arbitrage thì thường á mình mới làm thì
mình sẽ có rất là đúng rồi, nó có rất là nhiều, nó còn đòi hỏi cái kinh nghiệm mình nữa đúng không? Thì ngoài khi mà mình kiếm được cái nguồn để mình kiếm, dụ như mình như 1.000 website đó, mình có 1.000 website đó thì mình sụt trong mình kiếm những cái sản phẩm đó thì tất nhiên là mình kiếm bằng tay thì nó cũng hơi lâu, nếu mà ai có những cái thua hay những có những cái thua sourcing thì nó mau hơn đó. Thì nó như cái nãy cái bạn gì đó, bạn bạn có cái thua sourcing ra một đống gì đó thì một loạt cái sản phẩm đó, thì các bạn thì lúc đó thì mình sẽ dựa theo từng sản phẩm mà mình nghiên cứu để mình coi coi nó có như mình có thể nghiên cứu, nhưng mà cái này mình nói chung là mình phải nghiên cứu sâu vô từng sản phẩm thì mình mới 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 để giảm được nhiều rủi ro được, chứ còn mà nếu mà mình chỉ sơ sơ mà cứ đăng hết lọt luôn á thì rủi ro rất là cao đó. Anh hiểu không? Thì thường thì mình sụt thì rồi thì thường mình có thể có những software hỗ trợ hay đó để cho mình nhanh cái phần sụt sinh của mình hơn đó. Thì không biết ý Hành Hành Ngô là hỏi là cách nào nhanh hơn hay là sao? Ý ý em là bình thường anh sẽ anh cái này thực ra nó cũng tùy theo sao lờ thôi, nhưng mà em muốn tại vì em cũng đang mới cái đi thị trường US ấy, thì không biết là cái với những cái sao lờ mà quen thuộc thì hay hay đi cái cách nào, ví dụ như là anh hay đi kiểu như là mỗi ngày anh sẽ mở từng sọt ra một, sau đó anh sẽ kiếm những cái sản phẩm ở trên đấy và anh sẽ đối chiếu với Amazon để Đúng rồi, sau đấy đó. sau đấy anh mới đi tìm code, hay là anh dựa vào cái trang provide cho anh cái code thì anh có cái code sau đấy anh mới bắt đầu đi vào cái trang đấy để anh kiếm sản phẩm. Cái code code nghĩa là gì không biết. Cái code giảm giá ấy, cái code giảm giá À ấy. cái code à. Thì có nghĩa là nghĩa là mình sẽ dùng những cái tour thì hồi nãy mình cũng chưa nói cái phần là khi mà các bạn kiếm sụp sinh thì các bạn có thể dùng những cái tour để cắt back nè. Thì như như cái trang này nó cho 8% cashback thì có nghĩa là tiền vốn của bạn sẽ giảm rất là nhiều, và nó cũng thì Thành Ngô thì nếu về code đó, thì thường là mình phải mình có những cái trang sụt sinh rồi đó mình vô thì mỗi trang nó sẽ có mình sẽ cài những cái software để mình lấy cái cashback và nó có code cho mình luôn, như cái thằng Detail Minot này mình sẽ attention nó thì nó có những cái code luôn sẵn trong đây luôn, thì nó một công hai ba chuyện đó, thì cái này nó giúp mình cái phần cắt bác với là cái phần code luôn thì mình không cần phải kiếm luôn đó. Thì không biết là phải Thành Ngô đang hỏi cái vấn đề này không, thì thường thì mình nếu mình có sourcing cái website sourcing rồi mình chỉ vô thì những cái software này nó tự động nổi lên thì mình nếu mà có thì hoặc là những Honey bây giờ nè nó cũng có nó có cái tool tự động để nó quét cái code đó, khi mà đúng cái code đó giảm giá nó sẽ nhập tự nhập vô luôn đó. Thì Thành Ngô nên nên nếu mà có những cái tour này thì nó giúp mình nó nhanh thời gian hơn đó, thì Rồi còn em. mình chỉ kiếm những cái nguồn sổ tin trước đi Rồi vậy ok, em hiểu đúng ý không anh anh rồi. Ngô? À, À vâng, em hiểu ý thì anh rồi. không biết là Thành Ngô hỏi thì mình cũng, thì có code này thì mình có những cái công cụ này nó sẽ tự sổ giúp mình sổ luôn, còn quan trọng là mình kiếm những cái website cho sổ sản phẩm trước đi, thì những cái những cái tour này nó sẽ giúp mình về code và về các ad luôn, mình không lo gì phần đó ha. Ok đó, thì ở đây cái trang này á hồi nãy mình nói là 57 đồng 56, mà mình ở đây mình có cái cashback là 8% đi ha, 8% nếu mà dùng Retail Minot, nếu mà mình dùng Garuken của Nhật Bản đó, thì không biết bao nhiêu phần trăm. À, để mình thử coi cái nói chung là mỗi cái tour nó sẽ có cái cashback khác nhau, thì nếu các bạn có nhiều tài khoản thì các bạn coi cái nào cao thì các bạn sẽ sử dụng nó đó. Thì ví dụ như thằng này đi đó, thì thằng này nó đã cho là 1% mà, thì nó ít hơn Retail Minot, thì ở đây nó cũng có code luôn nè, nó cũng có những cái code mà mình muốn mình coi coi cái code nào mình có active code đó, thì cái code này trên website nó đã có rồi đó. Thì mình chỉ click vô thì nó ví dụ như cái trang này nó chỉ cho mình 1% thôi, thì ví dụ như trang Retail Minot nó cho tới 8% thì sử dụng nó 8% thì 57 đồng này mình được 8% là cũng nhiều á. À, là cũng khoảng mấy đồng, 4-5 đồng đúng không? Đó thì mình sẽ giảm cái tiền vốn mình xuống tối đa thấp nhất. Đó thì mình cứ cài những cái tour này đi, cái tour này nó có sẵn, mình cứ cài lên thì nó sẽ nổi lên, mình thấy thằng nào nó lớn, thằng nào nó nhiều cashback thì mình sử dụng thôi. Đó thì cái đó là một cái hình thức online, chắc thì những bạn nào đã từng làm cái hình thức này các bạn đều quen thuộc với những cái này. Thì quan trọng là mình cài tour sao cho nó nhanh, giúp mình nhanh, mình thôi tùy mỗi bạn cài thôi thì nó sẽ nhanh giúp mình
process, cái mình process cái deal đó nó nhanh thôi. Thì tùy mỗi bạn nó có cái setup cái hệ thống nó khác nhau, thì mình chỉ làm từng từng bước vậy để cho các bạn hiểu rồi. Thì bạn nào làm rồi, bạn nhìn bạn qua đó bạn sẽ hiểu đây rồi đó. Thì đó là mình đang đang thực hiện một cái deal về online abstract. Xong khi các bạn đã mua về thì bạn chỉ đưa lên Amazon bán, chứ khi mà mình đã nghiên cứu cái giá này nó có lợi nhuận nhiều vậy thì các bạn cứ đăng lên bán thôi. Là tiền vốn mình bỏ ra cũng không quá nhiều, chỉ có 57 đồng 56 thôi, nhưng mà mỗi sản phẩm các bạn lời được 6 đồng đúng không? Thì các bạn mua 4 đâu cái bạn về test thử thị trường thì các bạn đã lời 24 đồng trên cái deal này rồi, thì nó cũng không có rủi ro nhiều ha, không có rủi ro nhiều. Và mình sẽ nhìn những cái biểu đồ này cài lên để mình coi coi nó có rủi ro gì không đó, rủi ro gì không. Thì đó thì mình sẽ nghiên cứu sâu vô để mình biết là có bao nhiêu người cạnh tranh đó. Những cái tour này thì mấy mấy cái chủ đề trước thì Hiếu Định cũng đã chia sẻ rồi, có bao nhiêu người bán FBM, người bán FBA, giá hiện giờ là bao nhiêu, thấp nhất là bao nhiêu chẳng hạn ha. 31 đồng 45 này vẫn lợi nhuận thôi, thấp nhất 31 đồng vẫn lời 6 đồng đó. Thì mình đây là những cái công cụ thôi, thì mình làm này chủ yếu là mình dựa vô công cụ thôi, chứ mình không thể nào mà nhìn bằng mắt thường được đó. Thì đó là một cái điều để đó. Thì mình không có show gì cái này để cho các bạn nào download được, các bạn nào nãy nãy download được cái file này thì message lên cho group biết nha, để chúc mừng bạn đã được cái điều. Thì mỗi tuần mình sẽ group mình sẽ nghiên cứu để ra năm năm cái sản phẩm, năm sản phẩm và bonus một sản phẩm, là tổng cộng là 6 sản phẩm có lợi nhuận. Mình post lên website của mình thì mỗi tuần các bạn nào mà muốn làm online abstract mà muốn có những cái deal mới á, cái deal mà ít cạnh tranh mà có lợi nhuận á, thì nhóm mình nghiên cứu và cho các bạn free download trên cái website của mình đó. Thì mỗi tuần là 6 cái deal, 6 cái sản phẩm đó, thì các bạn nhớ lên theo dõi để các bạn có thể lấy được cái 6 deal đó. Thì chỉ có mình chỉ độc quyền cho cái người đầu tiên download thôi, mình không có cho người thứ hai, nên các bạn khi mà bạn download được thì cái đó hoàn toàn sở hữu của các bạn, không có ai biết được, không có thành viên nào biết về về những cái điều đó hết, nên các bạn không có sợ bị cạnh tranh nhiều đó. Ok thì tới đây là bạn hiểu rồi đúng không? Rồi có bạn nào thắc mắc thì mình sẽ dành cả 5 phút để mình trả lời câu hỏi đó. Thì đó, mình đã thực hiện từ đầu đến cuối một cái quá trình về một cái sản phẩm online abstract mà mình mua từ một cái website, từ một cái cửa hàng online. Mình dùng những cái tour để mình giảm thiểu tối đa cái giá vốn của mình đó, và dùng code giảm giá, dùng cashback để mình giảm tối đa cái sản phẩm đó, và mình nghiên cứu cái listing đó trên Amazon để mình bán có lợi nhuận đó. Đó là cái mô hình online OA đó. Thì hôm nay mình nói chi tiết như vậy để cho các bạn hiểu được từ đầu đến cuối luôn đó. Những cái gì mà các bạn nghe từ những chủ đề trước thì có thể các bạn chưa, nếu chưa làm sẽ không hình dung được, thì cho những cái bạn mới làm, các bạn coi cái video này các bạn sẽ hình dung được từ đầu đến cuối cái mô hình đó đó. Ok thì các bạn có câu hỏi mình sẽ dành cả 5 phút để trả lời. Mình có nói quá nhanh hay không thì cũng đơn giản thôi. Các bạn nào mà hay mua online thì cái này quan trọng là mình cài thêm tour để mình làm xử lý cho nó nhanh thôi, chứ không có gì quan trọng là dùng tour nhiều. Thì Anh Hiếu đây ơi, có người hỏi, anh Quân hỏi là nếu mà năm sản phẩm 2 ROI này nè, nếu mà lấy sản phẩm đó bán trên Shopify và chạy ad cho sản phẩm đó thì có nên, có tiềm năng lắm không anh? Đây mình đang nói là mô hình này mình làm trên Amazon, làm trên Amazon tại vì Amazon nó có listing sẵn trên đó rồi, nó có mình không chắc ở trên Shopify. Shopify nếu mà các bạn bán vẫn được thì các bạn chạy ad thì cái chuyện đó là một cái chuyện khác rồi, chuyện bán được hay không thì mình không biết. Nhưng mà đang 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 hướng dẫn cái hình thức OA trên Amazon đó, thì mình chỉ nói với Amazon thôi. Còn Shopify thì các bạn chạy quảng cáo thì cũng, nếu mà sản phẩm đó có nhu cầu người ta vẫn mua thôi, nhưng mà mình không biết là nó như thế nào thì vẫn bán được thôi. Nhưng mà đây mình đang nói về hình thức trên Amazon mua đi bán lại từ những cái store online và bán lại trên trên Amazon đó. Chủ đề mình hôm nay là vậy. Còn trên Shopify bán 200 vẫn được. Thì với cái lợi nhuận này thì nó rất là nó rất là cao, nhưng mà nếu mà nó khác với hình thức private label. Nếu mà mình chạy ad á, mình chạy ad thì như những cái listing mới về OA chạy ad thì nó vẫn hiệu quả, nhưng mà mình phải tính cái cost của cái ad đó để sao cho ví dụ mình lời 6 đồng
trả cost nhiều quá thì mình làm nó cũng không có lời đó. Thì mình phải tính toán được cái giá chạy. Nếu mà các bạn muốn chạy thì các bạn phải tính được cái chi phí chạy quảng cáo bao nhiêu để các bạn có thể có lời đó. Còn đó phải nghiên cứu sâu hơn nữa ha. Thì ở đây mình chỉ chủ đề hôm nay mình chỉ trình bày một cái hình cái mô hình OA từ đầu đến cuối để cho các bạn hiểu cách làm đó, vậy thôi. Còn còn về lợi nhuận hay là chi phí gì chạy quảng cáo hay gì đó các bạn tự nghiên cứu ha. Okay. Rồi các bạn đã có thêm hỏi thì không biết bạn nào đã download được cái file đó thì nhắn lên cho group để cho group chúc mừng nha, để mình biết các bạn nào đã download. Thấy rất là nhiều bạn đã download rồi đó, thì mà không biết bạn nào đã download được cái file thứ ba. Thì bốn bốn cái deal còn lại, cái bốn cái sản phẩm còn lại thì nó cũng rất là lợi nhuận rất là cao đó. Thì mình không dám show nhiều đấy khi mấy bạn đó, để cho các bạn có thể một mình làm cái đó. Thì nói chung những cái deal đó ít, nó đang rất là ít cạnh tranh, cũng đang mới trên thị trường thôi. Thì nhóm mình cũng đang nghiên cứu về cái phần IP, về về ba cái này, về về cái phần sourcing rất là ngon. Nó có cách tác, nó có cách tác ngon, rồi nó có cái gì đó, cái nói chung là cái sự giảm giá rất là nhiều. Rồi về rent thì nó không có vi phạm về rent lúc này, nó đang rất là an toàn, rồi lợi nhuận rất là cao. Cái điều này là mình rất mình nghiên cứu rất là kỹ mới post lên. Thì thằng nào download được thì các bạn có thể sử dụng để làm à. Thì mỗi tuần mình cũng sẽ post lên 5 cái deal free này cho bạn nhanh tay lên để download ha. Chỉ có một khi có một download lần duy nhất thôi, thì bạn nào lên trước thì bạn đó được 5 cái deal đó. Mỗi tuần mình sẽ post lên, tại lúc trước mình có hứa là sẽ giúp những cái bạn nào làm online để có thêm với những sản phẩm để các bạn nghiên cứu để làm thử, thì mình cũng sẽ cố gắng làm vậy. Thì hoàn toàn phi phi năm cái điều này, năm cái sản phẩm này. Ok, thì nếu các bạn không có câu hỏi thì mình vô cái phần cuối cùng ha. Ok, thì hôm nay là YouTube báo là đúng một năm sinh nhật của cái kênh Vietsales Support ha. Thì rất là cảm ơn các bạn đã trung thành và theo dõi đến tận bây giờ. Thì mình thấy thống kê của YouTube thì nó có hơn 5.000 giờ xem rồi và 30.000 view như cách đây 3 tuần, thống kê cách đây 3 tuần. Đó, thì mình cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi group và đã có những cái ý kiến post trên group, những chia sẻ trên group để giúp các bạn nhiều bạn mới để có thể rút ra nhiều kinh nghiệm, và chính bản thân mình cũng đã học hỏi được từ các bạn rất là nhiều kinh nghiệm. Đó, như Hiếu Đình hay là những cái bạn mới chia sẻ những cái vấn đề có nhiều khi mình có thiếu sót không thiếu đó, thì cũng cảm ơn các bạn ha. Ok, thì hôm nay thì nó quan trọng là mình nói về chi tiết cách tiến hành một cái deal OA để cho các bạn, cho những cái bạn mới hay những cái bạn nào đã là đang làm, để hiểu rõ cái hình thức đó, hiểu kỹ hiểu sâu để mình có thể làm cách tự mình làm cách đơn giản, và với sự hỗ trợ của ba cái file, mà với hai cái file đầu thì nó như là như hai cái vũ khí để cơ bản để cho các bạn sẽ dựa vô đó để tự tin các bạn làm cái hình thức này. Thì với cái số vốn nó cũng không có nhiều, cho những rất là thuận lợi cho các bạn mới bắt đầu có vốn ít, thì hai cái đó giúp các bạn an toàn tránh được nhiều rủi ro đó. Thì để bắt đầu thử nghiệm là cái mô hình này nha. Thì hôm nay cái bài mình tới đây thôi. Rồi, cảm ơn anh Hiếu. Không biết các anh chị có câu hỏi gì nữa, mà có thì cứ anh đi hỏi thẳng. Thì qua qua cái chương này mình cũng cảm ơn bằng Nguyễn ha. Nhờ bằng Nguyễn cũng hỗ trợ website để có những cái file này để gửi các bạn. Bằng Nguyễn hỗ trợ những cái kỹ thuật cách để upload lên những cái file lên website, soạn ra những cái deal này, bằng Nguyễn đã rất là nhiệt tình để góp một phần công sức vô đây để các bạn có thể thì rất là cảm ơn bằng Nguyễn. Thì mình cũng nhờ bằng Nguyễn mà để có những cái deal để đưa cho các bạn hôm nay ha. Thì có bằng Nguyễn hôm nay cảm ơn. Cảm ơn Hiếu. Ok, nếu không có câu hỏi chắc mình dừng rồi. Thì hôm nay thì cái bài nó cũng rất là đơn giản đúng không, thì nó chủ yếu là vui là chính thôi, để mình học hỏi thôi.
Dạ rồi, vậy thôi mình cho một chờ một câu hỏi nữa thôi ha anh ha. Ok, rồi. Dạ. Câu hỏi đi. Không biết là các anh chị có câu hỏi gì về xoay quanh về cái quy trình làm kinh doanh online Thì hôm nay arbitrage là không? với những cái file mình cung cấp với lại cái video này làm rất là chi tiết thì các bạn dễ dàng bắt đầu ngay hình thức OA liền. Thì các bạn dựa trên cái cơ sở IP brand database để bạn tránh những cái brand để bị reward. À, hoặc là những bạn có những cái tool IP alert đó, thông báo thì các bạn có thể cài vô để bạn tránh những cái brand đó nếu mà các bạn không đó thì nói chung là cái hình thức này mình phải cần nhiều kinh nghiệm và cần nhiều nguồn để mình có thể đảm bảo cái sự rủi ro giảm tối thiểu đó thì cái hình thức này nó là như vậy thì Rồi, cảm ơn anh Hiếu Nguyễn nhiều. Các anh chị nếu mà đang xem ở trên YouTube thì cũng có thể xem lại các video trước của anh Hiếu Nguyễn là của anh Hiếu Đình là nói rất nhiều về các tools cũng như là cách mà để mình source hàng. Thì nếu mà mọi người có câu hỏi gì có thể để lại comment trên YouTube hoặc là có thể join nhóm để hỏi, bởi vì nhóm mình có rất là nhiều anh chị từ ở Việt Nam cũng có mà ở Mỹ, ở Canada cũng có rất là nhiều người có nhiều kinh nghiệm và đã gặp trải qua rất là nhiều khó khăn. Hy vọng cái việc đó thì cũng giúp cho mọi người làm quen thêm được anh chị em, bạn bè trên khắp thế giới cũng như là giải quyết được cái khó khăn khi mà kinh doanh của mình. Dạ rồi, em cảm ơn anh Hiếu, em cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia buổi ngày hôm nay. Thì Ok. chúc mọi người buổi tối vui vẻ, ngủ ngon và buổi sáng ở Việt Nam thật là tràn đầy sức khỏe. Rồi hẹn Ok. gặp mọi người tuần sau nhé. Ok, cảm ơn. Rồi bye Bye. bye.